Thưa quý vị, những ngày này Hà Nội đang là tâm điểm của truyền thông thế giới và sức hút đó đến từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên sắp diễn ra trong một vài ngày nữa. Bằng nắm bắt được cơ hội hiếm có này, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và sản xuất tại Hà Nội đã nghĩ ra các sản phẩm ăn theo có chủ đề liên quan đến ông Donald Trump và ông Kim Jong Un như một cách để quảng bá và thu hút khách hàng. Tại một nhà hàng trên phố Hàng Than, chủ nhà hàng đã nảy ra ý tưởng tạo ra một loại cocktail để chào mừng sự kiện ông Trump và Kim Jong-un với tên gọi Make the World Great Again, có nghĩa là làm thế giới tốt đẹp trở lại. Nguyên liệu tạo ra đồ uống bao gồm một loại rượu whisky nổi tiếng của Mỹ kết hợp cùng rượu soju của Hàn Quốc. Ngoài ra, hai lá cờ in hình Mỹ và Triều Tiên được cắm lên ly cocktail. Còn tại chắc các con phố như là hàng gai, hàng bông, mã mây, các cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng nhanh tay tung ra các loại áo phông in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Một chủ cửa hàng cho biết có ngày đã bán được hàng trăm chiếc áo phông in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un cho khách du lịch, giá mỗi chiếc là khoảng 100.000 đồng một cửa hàng pizza thì tuyên bố tặng 1.000 bánh pizza cho các khách hàng có tên là đỗ nam trung cách đọc vui theo tên của ông donald trump và kim trọng ân theo tên ông kim jong un đơn giản hơn chỉ cần khách có tên là trung hoặc ân hoặc có kiểu tóc giống hai vị lãnh đạo cũng có thể nhận được chiếc pizza miễn phí tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần đầu tiên tại singapore hồi giữa năm ngoái các cơ sở kinh doanh ở quốc gia này cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tăng doanh số và quảng bá thương hiệu thậm chí là chính phủ singapore cũng ra mắt đồng xu kỷ niệm mang tên hòa bình thế giới